Video này được mang đến cho bạn bởi Content Thịnh Tu, Editor Minh Châu và tôi Quản Quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đó ở background để làm việc và học tập. Rời xa xứ phủ tang xinh đẹp để tôi dẫn bạn đến một nơi cũng lãng mạn không kém, cũng là quê nhà của bình luận viên được bầu chọn quả bóng vàng, nước Ý thơ mộng. Đây sẽ là mùa đầu tiên nhân vật chính không thuộc dòng họ Joestar, cậu là Jono Giovanna. Jono là kết quả của cuộc tình một đêm giữa Dio và một cô gái người Nhật. Dĩ nhiên được Dio tha mạng đã là một điều kỳ diệu rồi, chứ chẳng ai dám đòi tiền trợ cấp hàng tháng. Và được cả con mẹ của Jono, à ta sớm quay về nếp sinh hoạt đèn đêm để cho đứa con của mình run rẩy trong cái đói và sự sợ hãi. Rồi vài năm sau, con mụ đó tái hôn với một thằng cha người Ý, người mà ngoài lấp đầy cái bụng của hai mẹ con ra thì chẳng ra dáng một người cha tí nào. Jono cứ thế bước qua tuổi thơ từng ngày bị cô lập, cho đến một hôm, vì sự vị tha mà cậu ta đã cứu mạng một tên xã hội đen, hắn ta trả ơn bằng cách tác động đến mọi người xung quanh cậu, từ cha, bạn bè cho đến dân cư xung quanh khu phố, để gián tiếp giúp cậu có một cuộc sống dễ dàng hơn. Từ đó Jono thần tượng mafia thay vì ca sĩ hay cầu thủ bóng đá. Lớn lên, Jono khởi nghiệp bằng cái nghề hai ngón sau nhiều thương vụ nhỏ lẻ chót lọt. Thì hôm nay cậu đã đụng phải Koichi. Cậu bạn ở phần 4 nay có việc nên qua Ý. Chuyện là Jono có stand, nhưng Koichi không biết điều đó. Vậy nên cậu đã bị cuỗm mất chiếc vali ngay trước mắt, vì không biết nó đã bị biến thành một con ếch. Trước khi con ếch nhảy về tay, Jono đụng mặt Luca lệ tẩu. Hắn sau khi biết Jono hoạt động trong địa bàn của mình thì lôi cậu ra công viên để hỏi tội. Ngay lúc Luca đang phang cái sẻng vào Jono thì con ếch trở lại và chịu toàn bộ cú đánh. Nó không những không xây sát mà sát thương còn trả ngược về phía của Luca. Đó là khả năng đầu tiên của Kim King, stand của Jono. Với số tiền mình kiếm được, Jono tạ mình tại một quán pizza ven phố. Không may đang đớp dở thì cậu gặp lại chủ cái vali. Với sức mạnh từ hồi âm bậc 3, Koichi ghim tay Jono xuống đất. Nhưng Jono đã dùng stand của mình biến cục gạch bên dưới thành một cái cây và nâng mình lên cao. Khi Koichi tấn công vào cái cây, toàn bộ sát thương bị phản ngược lại, khiến Jono cắt đuôi được người bạn tới từ Nhật. Nhưng rắc rối từ tên Luca thì vẫn còn. Luca lệ tổ là đàn em của một anh lớn, việc hạ thủ với hắn cũng coi như là không tôn trọng ông ta. Trên đường đi tàu điện, Jono bị một tên thuộc hạ hỏi tội. Hắn là Bucciarati, một luyện sư có khả năng nếm mồ hôi người khác để cảm nhận sự dối trá. Và tôi sẽ không nói là Bucciarati mặc áo lót gen liền thân mà bạn có thể mua trên Amazon với giá $42 đâu. Stand của Bucciarati là khóa kéo, giống như cái tên. Nó cho phép anh ta tạo phép mơ tuy ở bất kỳ đâu, kể cả là trên người của đối thủ. Điều này khiến Jono buộc phải chống trả, và cậu đã sử dụng kim kinh lên người của Bucciarati. Nó khiến ý thức của Bucciarati vượt qua tốc độ của thể xác, hay nói đơn giản là đi cảnh. Vì thế thể xác chậm chạp của Bucciarati đã ăn trọn cú đấm của Jono. Biết mình rơi vào thế khó, Bucciarati tạo khóa kéo để mở đường thoát, sau đó chui vào người đi đường để lẩn trốn. Jono cũng không vừa, cậu đã biến một chiếc răng của đối thủ thành con ruồi, sau đó đi theo nó về với chủ cũ. Khi tên thanh niên đánh trúng con muỗi, sát thương trả ngược lại vào anh ta, khiến cả Bucciarati bên trong phải văng ra ngoài, không còn đường lui. Bucciarati quyết định chơi khô máu. Hắn lấy một chiếc tay của người khác để đỡ đòn từ Kim Kinh, từ đó có cơ hội phản công và tạo ra nhiều khóa kéo trên người cậu. Jono chơi liều, xé cánh tay từ khóa kéo, tạo thành một vũ khí tầm xa, khiến Bucciarati dính đòn phân ly ý thức. Nhưng sau đó cậu lại thu stand về thay vì kết liễu đối thủ. Bởi trong phút chốc, Jono đã thấy được sắc mặt của Bucciarati thay đổi khi hắn ta thấy cánh tay thằng nhỏ có vết chích xì ke. Dù là xã hội đen, nhưng Bucciarati vẫn có những giới hạn riêng, và Jono cũng phản đối chuyện bán ma tóe cho trẻ em. Sau đó Jono đề cập thẳng tới chuyện cậu sẽ gia nhập vào băng của Bucciarati. Bằng cách đó, Jono sẽ giằn mặt lật đổ ông trùm và điều hành cái Italy này theo cách mà cậu muốn. Bucciarati cảm thấy bị thuyết phục trước ước mơ cao cả của Jono, nên hắn sẽ không tiết lộ thông tin của cậu. Không những thế, Bucciarati còn dẫn Jono tới chỗ đội trưởng để phỏng vấn xin vào bang. Lạ kỳ là không phải một tòa biệt thự hay là biệt phủ nào, mà nơi trú ẩn của tên đội trưởng lại là trong tù. Tại nơi đây, tuy không có tự do, nhưng hắn vẫn có mọi thứ mình muốn, vẫn có thể điều hành công việc ngoài kia. Khi gặp mặt đội trưởng, Jono được giao một bài kiểm tra về lòng tin, đó là giữ cho ngọn lửa trên cây bật lửa được sáng trong 24 giờ. Cửa ải đầu tiên, phòng khám đồ, Jono đã dễ dàng vượt qua bằng cách biến bật lửa thành một bông hoa. May là chị cảnh sát cũng là một bông hoa, nên cô không giữ lại. Kiếp nạn thứ hai, Koichi Kun. Phải khó khăn lắm Jono mới qua mặt được Koichi để giấu được chiếc bật lửa đi. Kiếp nạn thứ ba, ông chú lao công. Vừa xuống cầu thang, Jono bị hất một xô nước thẳng vào tay, khiến ngọn lửa tắt ngúm. Dù sau đó ông chú có bật lại lửa, nhưng hành vi gian lận đã bị con stand của đội trưởng bắt được. Nó trừng phạt ông chú bằng mũi tên cổ đại. Rất tiếc là ông chú già không có căn cơ để trở thành luyện sư, đành về sớm với ông bà, và Jono trở thành mục tiêu tiếp theo của con stand. Chiều hoàng hôn buông dần phai, ánh nắng kéo dài chiếc bóng của Jono, tạo điều kiện cho stand của tay đội trưởng thể hiện sức mạnh của mình. Nó có thể di chuyển nhanh trong bóng dâm và tấn công vào cái bóng của đối thủ, nhưng nó có một điểm yếu là rất sợ ánh sáng mặt trời. Koichi khi chạy xuống cũng
cũng trở thành đối tượng của nó. Nên Jono nói cho cậu một kế hoạch, hai người sẽ dụ nó vào bóng của một đồ vật, sau đó di rời nó đi để cô lập Constant. Đúng như dự tính, Jono bị nó bắt lại khi chạy ngang qua một cái cây. Với sức nặng mà hồi âm bậc 3 của Koichi, Constant không thể nào nhúc nhích. Khi đối thủ đã được cố định, Jono sử dụng kim kinh truyền oa sức sống cho cái cây, khiến nó phát triển hết một vòng đời và phân hủy trong thời gian ngắn. Với cách đó, cả hai đã đánh bại Stand của đội trưởng, nhưng đó là loại Stand điều khiển từ xa, hay nói cách khác là lão vẫn còn sống và cũng chẳng biết được Stand vừa đánh nhau với ai. Cuối ngày, Jono mang theo chiếc bật lửa đến trả cho đội trưởng. Chẳng biết hắn có đánh hơi được gì không nhưng vẫn nhận cậu vào băng. Dù thế nhưng Jono vẫn không quên chuyện hắn đã làm với ông quét dọn. Nhân lúc tên đội trưởng không để ý, Jono dùng Stand biến một cây súng trong phòng thành quả chuối để hắn được bú đồng theo cả nghĩa đen. Thử thách 7 ngày trở thành mafia, ngày 1 sát hại đội trưởng của mình. Check. Băng mafia mà Jono tham gia gồm hàng chục nhóm từ 6 đến 10 người. Một đội trưởng sẽ quản lý vài nhóm. Đứng trên đội trưởng là ông trùm cùng một số thuộc hạ thân tín. Để đạt được ước mơ lật đổ ông trùm, Jono cần Bucciarati và những người đồng hành. Và trong thế giới của Jojo, mafia thay vì mặc suit đen hay là thường phục thì lại chọn cách ăn diện như người mẫu thời trang. Người ngoài nhìn vào cũng thừa biết họ là luyện sư hoặc là mấy thằng dở. Tôi sẽ gọi nhóm này là Bucci Gang, tập hợp những phần tử đầu trắng đầu vàng với những năng lực mà sẽ được tiết lộ dần dần để chào đón thành viên mới. Mọi người mời cậu một chén trà tiểu đường. Tuy đã ngửi thấy mùi khai khai khi đưa lên mũi, nhưng cậu vẫn ngửa cổ húp hết để không làm phật lòng mấy anh em. Đến đây thì cả bọn cũng 3 phần hãi 7 phần nể. Họ không biết rằng cậu đã dùng năng lực để biến răng mình thành con sứa và hấp thụ bằng hết chất lỏng bên trong cốc. Nhiệm vụ đầu tiên của Jono với nhóm đó là cướp lấy số tài sản của tên đội trưởng xấu xấu. Đây có thể là cơ hội để Bucciarati lên làm đội trưởng và nâng cao vị thế xã hội cho mấy anh em trong đội đang vi vu trên những cơn sóng. Thì bất ngờ Narancia biến mất sau khi bị kéo vào thuyền. Sau khi chia nhau đi tìm thì lần lượt cả Mista và Fugo cũng biến mất không tăm hơi. Bucciarati nhận ra rằng đang có Stand địch ở trên thuyền nên anh đã dặn dò hai người còn lại không được tách nhau ra. Còn Jono, cậu đã biến chiếc giày của Narancia thành con ruồi để nó bay đi tìm chủ và xác định được rằng Narancia và hai người còn lại vẫn còn sống. Họ chỉ là đang bị giấu ở đâu đó ở đầu thuyền. Thấy đây là sở trường của Abacino, Bucciarati ra lệnh cho anh lôi Stand ra, nhưng bên trong ông anh tóc bạc này vẫn chưa đủ sự tin tưởng đối với Jono nên chưa muốn bộc lộ sức mạnh. Để chứng tỏ sự trung thành của mình, Jono đã biến mình thành con mồi để giúp hai người còn lại thấy được cách mà kẻ địch hoạt động. Sự liều lĩnh đó đã khiến Abacino lôi Stand của mình ra. Nói một chút về Abacino, ngày xưa trước khi trở thành mafia, anh là một sĩ quan cảnh sát liêm chính được đôi ba năm thì anh bắt đầu lăn tăn với những tờ tiền xanh lá mà nhắm mắt cho qua những chuyện dơ bẩn. Chuyện này là nguồn cơn cho sự hy sinh của một người đồng đội của anh. Ngay khoảnh khắc đó, Abacino sụp đổ hoàn toàn. Anh bắt đầu bỏ bê chuyện tóc tai cho tới khi được Bucciarati kéo về với đội và cho anh một con đường mới. Quay trở lại hiện tại, Abacino lôi ra Stand của mình mang tên Buồn Dầu. Nó có thể tái tạo hành động của một chủ thể trong quá khứ để xem chính xác điều gì đã xảy ra với Narancia. Kết quả là toàn bộ cơ thể lẫn quần áo của Narancia đã bị biến thành cao su, sau đó bị lôi xuống ống thoát nước. Lạ thay, khi Bucciarati mở các đường ống thì lại chẳng thấy Buồn Dầu đâu. Vì cố chấp giữ lại Stand, Abacino sau đó cũng bị kéo đi như bóng bay, chứng kiến đàn em lần lượt bị hạ gục. Bucciarati không những không mất bình tĩnh mà anh còn sâu chuỗi các thông tin lại. Thay vì tìm khắp các ngóc ngách, Bucciarati xé toang con thuyền để nước biển tràn lên, nhấn chìm kẻ thù trong muối mặn. Thì ra kẻ địch dùng Stand lồng một con thuyền khác lên du thuyền và đó là nơi hắn giấu xác của những người còn lại. Đây cũng là dấu chấm hết cho câu đố về thuyền. Vì ngoài khả năng tạo bất ngờ ra, Stand của gã kia chẳng thể nào tay đôi lại với khóa kéo. Thằng này tên Mario, xã hội đen. Hắn tấn công Bucci Gang để có được vị trí kho báu của đội trưởng trong lúc con thuyền cập bến. Mấy anh em nghĩ ra vài trò vui để hành hạ Mario. Đây là cách cư xử đúng mực của những anh em xã hội, biết chắc rằng Mario đã báo cho người phục kích sẵn ở bến tàu. Jono xung phong bơi vào bờ trước để phục kích, cảm thấy tên lính mới này có sự nhiệt thành nên Mista cũng xin đi cùng vì Stand của cậu là hoàn hảo trong việc ám sát. Khi vào tới nơi, Jono lấy bộ đàm báo với người trực cảng, giả dạng thành Mario để dụ tên đồng đội ra nghe máy. Còn Mista đứng ngay bên cạnh phòng điện đàm để úp sọt. Không ngờ tên đồng đội đã đứng sẵn ở trong phòng. Ngay giây phút Mista đi ngang qua cánh cửa sổ, Jono đã hét to trong bộ đàm để đánh tiếng với Mista, bắt được tín hiệu kịp thời. Mista khởi động Stand mang tên Lục Đục của mình. Bên trong khẩu súng xoay đó là 6 Stand hình viên đạn, cho phép viên đạn trong nòng có thể di chuyển theo những quỹ đạo phức tạp, khiến tên đồng đảng ăn ngay một viên vào chân và đang phải lê lết để bỏ trốn. Khi thấy kẻ địch trèo lên ô tô, Mista đã bỏ qua cảnh giác mà đu theo hắn. Và đây là lúc chúng ta có thể tìm hiểu về quá khứ của anh chàng xạ thủ này. Mista là một chàng trai đơn giản. Anh nghĩ mỗi người đều có định mệnh của riêng mình. Với anh là ăn với ngủ. Cho tới một ngày, đang trên đường dạo phố, Mista thấy một người phụ nữ bị hành hung trong ô tô. Ngay lập tức cơ thể cậu phản ứng, lôi người đàn ông kia ra PK. Hậu quả là ăn một loạt đạn từ mấy tên đàn em của hắn. Và lúc này, Mista bắt đầu ý thức được việc mình có sức mạnh, khiến những viên đạn đều bị đi lệch hướng khi bay tới cơ thể mình. Và đó là lúc Mista thức tỉnh được Stand Lục Đục. Quay trở lại với diễn biến hiện tại, người mà Mista đang truy đuổi là Seo. Seo đương nhiên cũng có một Stand, nó cho phép hắn cố định các vật thể mà hắn chạm vào. Đó là lý do đạn không bắn xuyên qua não hắn, và cũng như cách tên tài xế không tài nào nhấc chân ra khỏi chân ga, khiến chiếc xe lao như bay trên đường. Còn Mista, cánh tay của cậu cũng đang bị dính chặt trên cánh của ô tô.
đầu, cảm thấy mình ở thế thượng phong, sale bắt đầu bao hoa về mọi thứ. Chẳng hạn như cách phát triển bản thân bằng việc dậy sớm và đọc sách, để rồi khi Mr. nạp đạn lại, cậu bắn cho hắn rơi khỏi ô tô. Dù vậy thì trong lúc nạp đạn, cậu đã để rơi vài viên. Kết cục số đạn trong ổ chỉ còn lại 4. 4 là tư, mà tư thì đi liền với tử. 6 con lục đục của Mr. cũng được đánh số từ 1 cho tới 7 mà bỏ qua số 4. Điều này khiến cho cậu bắt đầu overthinking. Và chính vào cái lúc đó, điểm xui quay trở lại. Bằng cách di chuyển trên những hòn đá trên không, lần này hắn gõ liên tục lên viên đạn để tích tụ động năng, sau đó giải phóng khiến nó bắn đi như súng, khiến một xạ thủ như Mr. ăn đạn trong ngỡ ngàng. Mr. all in với một viên cuối cùng, nhưng vẫn không thể đâm xuyên vào nội tạng của hắn. Nhưng đó chỉ là kế dương đông kích tây. Mr. đã cử 6 anh em lục đục tiếp cận viên đạn của Sale và đá ngược nó khi hắn ta giải phóng động năng. Khi Sale nghĩ rằng mình có thể cản phá được viên đạn thì đột nhiên nó tách làm hai, một trong hai mảnh bay thẳng vào lỗ đạn trên đầu Sale và đẩy viên đạn cũ đâm xuyên qua hộp sọ hắn. Đó là cách Mr. đã chiến thắng trong cuộc đọ súng này. Không lâu sau, cả nhóm đã cập bến và sơ cứu cho Mr. và gặp được Pericolo, một trong những đội trưởng. Sau khi trao đổi với ông thì ra Buciarati đã cất giữ số trang sức đó để trao lại cho tổ chức, nhằm nhận được sự tín nhiệm và đủ điều kiện để được tăng lên chức đội trưởng. Buciarati sẽ chiếm lấy vị trí của Polpo, tên đội trưởng đã bị Jono hạ sát, và hắn vẫn còn một việc đang dang dở là hộ tống con gái về cho ông chủ. Cô ấy chính là cô gái đi theo ông. Từ khi sinh ra, Trish chưa từng gặp bố mà chỉ biết qua tiền trợ cấp hàng tháng. Gần đây tin tức về con gái ông chủ bắt đầu được lan truyền, nên ông mới cần người bảo vệ máu mủ của mình. Trước khi tới chỗ ông chủ, cả gang dừng lại tại một nhà nghỉ để mua đồ dùng cần thiết cho chuyến đi. Người ra ngoài mua đồ là Narancia. Việc mua bán có vẻ thuận lợi cho đến khi cậu trở về phòng. Narancia đã đụng phải Formaggio, thành viên của một băng khác trong tổ chức. Cả hai nhanh chóng bật chế độ va chạm và lôi Stan ra. Stan của Narancia là một chiếc máy bay chiến đấu. Cậu nã đạn điên cuồng vào kẻ đang ngồi trong xe. Đến khi nội thất bên trong tan bành, cậu mới mở cửa ra. Lạ thay lại chẳng có một chút dấu vết nào của hắn. Lý do là Formaggio đã hóa nhỏ cơ thể nhờ Stan của mình. Sau đó hắn chui vào áo của Narancia để lẩn trốn. Nhưng đó không phải khả năng duy nhất của hắn. Cậu nhỏ của Formaggio có khả năng thu nhỏ cả đối thủ. Biết giờ này cần phải hạ cái tôi xuống, Narancia chạy thẳng đến bốt điện thoại công cộng để gọi chi viện. Lúc này Formaggio đành phải lên tiếng để câu thêm thời gian. Việc đó đã khiến hắn bị lộ vị trí. Narancia lôi đối thủ ra khỏi túi áo và gọi máy bay để hành quyết. Vào cái giờ phút ngàn cân treo sợi tóc, Formaggio đã bấm cây bút bi trong tay rồi thu nhỏ bản thân để lợi dụng lực đẩy từ lò xo giúp bản thân bắn đi được nơi khác. Dù vậy nhưng với tính cơ động của chiếc máy bay, Narancia vẫn tìm ra Formaggio dù hắn có trốn ở xó xỉnh nào đi chăng nữa. Sau khi phải chui xuống cống, hắn mới phát hiện ra Stan của máy bay lần theo hơi thở để xác định con mồi. Quả nhiên vậy, Narancia có một chiếc radar định vị những đối tượng xung quanh máy bay, và trong hàng chục con chuột chạy dưới cống, có một con thở mạnh hơn. Đó chắc chắn là con mà hắn đang cưỡi lên. Formaggio bị giã đạn đành phải trở lại kích thước ban đầu để giảm sát thương. Và lại lúc này Narancia đã bị hóa nhỏ tới mức bé xíu, nên phi cơ của cậu chẳng khác nào máy bay lắp ghép của Tony. Narancia nhanh chóng chuyển sang chế độ chạy chui trốn lủ, nhưng chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của Formaggio. Hắn đè cậu dưới mũi giày chẳng khác nào một con chuột cống. Thay vì dẫm cho bẹp dí, hắn nhét Narancia vào một chai thủy tinh cho cậu solo với nhẹ nhõm. Vì quá hả hê và màn trụy lạc kiểu Spider-Man mà Formaggio đã không để ý việc mình đang đứng cạnh chiếc xe bị dò dỉ khí CO2 từ bình xăng. Tới khi hắn nhận ra thì lửa hận thù đã bùng cháy. Biết được đối thủ sẽ có thể trốn đi trong làn khói mờ, cậu cẩn thận đốt cháy cả dãy phố, đẩy kẻ thù và trốn không còn đường lui, mà chỉ có đường về với ông bà tổ tiên. Lết được xác về nhà, Narancia báo cho cả đội về tình hình. Sau đó, Buciarati nhận được tin nhắn trực tiếp từ ông trùm, báo nơi cất giữ chìa khóa chiếc trực thăng, thứ mà sẽ dùng để tháp tùng cô con gái hắn thẳng về dinh thự. Và ba người được giao nhiệm vụ truy tìm chiếc chìa khóa là Fugo, Abacino và Jono. Nơi mà cả ba tới chính là một khu nhà bỏ hoang cách đó không xa. Chỉ vừa mới đặt chân tới thì Fugo đã bị tên luyện sư Iluso kéo vào trong thế giới gương, nơi mà anh bị tách biệt với hai người đồng đội. Ở đây mọi thứ đều bị lật ngược, và nếu Fugo gọi Stan của mình là khói tím ra thì nó chỉ xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Vậy làm cách nào để Fugo có thể chiến thắng ở lãnh địa của kẻ địch? Trước khi để cậu nấu, chúng ta được giới thiệu một chút về tiểu sử của Fugo. Ngay từ nhỏ, cậu đã sớm bộc lộ là một đứa trẻ siêu thông minh, nhưng đi kèm với món quà của Chúa là những suy nghĩ ma quỷ hàng ngày mà Fugo phải kìm nén. Có một ngày, cậu bị giáo sư ở trường xâm hại, và hành động đó đã tháo xích cho con quỷ trong người cậu ra. Cho dù sau đó được bố mẹ chạy án thì Fugo cũng bị họ hắt hủi. Trong một lần tài lanh ở quán ăn, cậu đã rơi vào tầm mắt của Buciarati. Đây cũng là thành viên đầu tiên được Mommy chọn vào gang của mình. Quay trở lại với trận chiến, Fugo gọi ra Stan. Nó xuất hiện ở bên ngoài. Sức mạnh của nó là khí độc, được giải phóng khi khói tím đấm vỡ những viên trên bàn tay. Bất kể kẻ địch có là ai, chỉ cần tiếp xúc với làn khí này sẽ phát bệnh và trầu trời trong 30 giây. Đó là lý do Fugo rất ít gọi nó ra, vì khói độc sẽ không phân biệt được bạn và thù.
chứng kiến khói tím đấm liên loạn, Abacino quyết định rời đi tìm chiếc chìa khóa, còn Jono lại một mực ở lại để tìm cách giúp đồng đội. Ở bên trong, Iluso khi nghe thấy tiếng bước chân chạy thì bỏ Fugo để đuổi theo, vì hắn cho rằng đó là người chạy đi lấy chiếc chìa khóa. Quả nhiên hắn đã bắt được Abacino. Lần này, hắn kéo theo một nửa người của Abacino và con Stan vào thế giới gương để khiến Abacino và Stan đều bất động, không muốn vì mình mà hỏng việc. Abacino tự chặt đứt bàn tay, sau đó điều khiển nó bay đến chỗ Jono, và thế là một lần nữa Iluso bỏ dở con mồi để chạy theo chiếc chìa khóa. Còn Jono, cậu dễ dàng bị hắn lôi vào trong thế giới gương, nhưng lần này cậu đã mang theo một món quà, chính là virus của khói tím. Để bảo toàn tính mạng, Iluso phải chặt đứt phần tay dính độc của mình và đưa cơ thể ra ngoài thế giới thực, nơi mà không còn ai, chỉ còn lại thứ nguy hiểm nhất, khói tím. Để dẫn đường cho Fugo sử dụng stand của mình, Jono đã set up sẵn một con rắn biến ra từ viên gạch. Nó sẽ lần theo thân nhiệt của Iluso. Khói tím khiến cả cơ thể của hắn bị phân hủy trong tích tắc. Vậy còn cánh tay dính độc của Jono, cái con rắn mà cậu tạo ra từ viên gạch ở vùng độc, nó sinh ra đã có miễn dịch, vậy nên máu của nó có thể được dùng làm huyết thanh. Ba thanh niên an toàn mang chiếc chìa khóa trở về. Abacino được Buciarati nối tay bằng khóa kéo trước khi đi tới vị trí đặt máy bay. Mọi người sẽ di chuyển bằng xe lửa. Tại sao á? Vì ở đó có một con rùa. Khi đặt chiếc chìa khóa lên lưng nó, năng lực từ con rùa sẽ hút cả bọn vào bên trong. Đó là cách cả bọn di chuyển an toàn tới Rome. Ở trên tàu, đại ca cùng một tên đàn em trong một băng khác đã có mặt, hòng cướp lại cô con gái của lão trùm. Tên đàn em thì có Stan là một chiếc cần câu. Còn đại ca, hắn vì không tìm được nhóm nên đã thả Stan của mình, khiến cả đoàn tàu rơi vào lão hóa. Nhưng có một điểm kỳ lạ là Buciarati, Mista và Trish lão hóa chậm hơn những người còn lại. Lý do là bởi kẻ thù phân loại mục tiêu của mình dựa theo thân nhiệt. Trish là phụ nữ nên thân nhiệt cao hơn đàn ông. Còn Mista và Buciarati do vừa uống nước đá nên đại ca muốn giữ Trish còn sống để ra điều kiện với ông trùm. Vậy nên Mista phải ngậm theo mấy viên đá còn lại trong tủ lạnh để ra ngoài giải quyết với người đặt ra vấn đề trước khi cả bọn đầu bạc răng long chung với nhau. Mista đi tới phòng điều khiển, tay định bật công tắc điều hòa cho nó mát thì dính ngay vào móc câu của tên đàn em. Chiếc cần không chỉ kéo cậu đi mà lưỡi câu còn lắt léo trong nội tạng. Toàn bộ sát thương tác động vào dây cước đều bị phản lại con mồi, nên Mista đành phải nhờ mấy anh em lục đục đi tìm chủ nhân của chiếc cần. Mista không có bắn linh tinh mà nhắm thẳng tới vị trí có nhiệt độ thấp, vì biết ắt hẳn đó là nơi của kẻ thù. Tên đàn em đầu cây dừa bị bắn cho bay một ngón, nhưng mồm miệng vẫn kín mít, đủ thời gian câu kéo cho tên đại ca, người từ nãy đóng vai du khách nhăn nheo, chạm trực tiếp lên tay của Mista để khiến cậu già đi ngay lập tức, đến mức không còn cầm nổi sống của mình. Sau khi Mista ngã xuống, hắn nã cho cậu ba viên thẳng vào tâm trí. Đây mới là phong thái của một mafia. Hai tên quay trở lại buồng lái và phát hiện ra phân của động vật, nên bọn chúng chuyển qua tìm kiếm các hành khách nhí thay vì con người, và đã tìm thấy con rùa. Trước khi đến với diễn biến tiếp theo thì có một phép màu xảy đến với xạ thủ của nhóm. Trong khoảnh khắc gần đất xa trời, con lục đục số 5 đã cứu sống Mista khi chặn đứng một lúc cả ba viên đạn. Với chút hơi thở cuối cùng, Mista cử Stan đi báo cho mọi người nhận được tin dữ. Buciarati lại một lần nữa phải gánh cả đội trên vai. Vì tình hình nguy cấp, Buciarati xé ngang đầu tàu, đẩy cả mình và tên đại ca văng ra ngoài, từ đó giúp toàn bộ đồng đội cũng như hành khách trở về thanh xuân. Kịch bản ấy đẹp nhưng nó khó xảy ra. Tên đầu dừa tung cần móc tay đàn anh lại, tạm thời giữ lại tính mạng cho cả hai. Tên đàn anh thấy Buciarati bám chân mình thì tự tin tung đòn lão hóa, nhưng hắn không ngờ thứ mà Buciarati nhắm vào không phải là hắn, mà chính là sợi dây câu. Thế là bàn tay của hắn bị tách ra bởi sức mạnh của khóa kéo. Với sức sống mãnh liệt, hắn kịp thời bám víu được vào gầm cầu, nhưng vụ va chạm đã khiến một bên tay chân bị dập nát. Dù vậy nhưng hắn vẫn không thu hồi lại con Stan. Còn tên đàn em, lần này hắn quyết tâm hạ gục bằng được Buciarati. Trong khi chiếc móc câu vẫn còn ở trên người anh, Buciarati cũng cho thấy sự quyết tâm của mình. Anh tự dùng khóa kéo lên bản thân, phân nhỏ cơ thể thành nhiều phần để thoát khỏi lưỡi móc, thậm chí còn chia đôi trái tim để nó không đập nữa. Suýt chút nữa mà Buciarati đã tự bóp mình thật, nếu không phải tên đầu dừa vì quá nóng vội mà cho tàu dừng lại. Pha phanh gấp đó đã giúp các phần cơ thể của Buciarati giáp lại với nhau. Buciarati trở lại với cuộc tái đấu và lấy về mạng thứ hai cho riêng mình, hạ gục được hai tên sát thủ. Mạng sống của cả đoàn cùng Trish được đảm bảo. Dù vậy, nhóm sát thủ vẫn còn ba thành viên, chúng quyết không để tuột mất miếng mồi thơm. Tên đàn em này tên là Meloni, hắn còn kỳ quái hơn những kẻ lần trước gấp bội. Meloni sau khi lấy được mẫu máu của Buciarati đã đem đi phân tích, sau đó tìm tới một em gái trên khoang tàu. Vậy Stan của hắn có khả năng gì? Nó được gọi là máy đẻ, có thể tạo ra em bé chỉ từ máu của hai người. Quan trọng nhất, nếu cá thể được chọn có những đặc điểm xung khắc với người ghép đôi thì con có thể trở nên mạnh mẽ gấp bội. Meloni dạy cho đứa bé này ai là bạn và ai là mục tiêu nó cần tiêu diệt. Nhân lúc nhóm của Bu Xì đang trộm lấy một chiếc xe để khỏi bị theo dõi thì thằng con đã tiếp cận và chui vào con rùa từ lúc nào. Để nói thêm về nó, thằng cu có khả năng biến người khác thành những mảnh nhỏ, sau đó biến họ thành các đồ vật. Thậm chí nó có thể làm vậy với chính cơ thể của mình, khiến cho những đòn tấn công trở nên quá dễ dàng để tránh né. Nhìn thấy sức mạnh của kẻ địch trái ngược với mình, của cậu là biến vật thể thành sinh vật, còn của nó là biến mọi thứ thành vật thể, nên Jono đã học được một chiêu mới. Ngay khi thằng nhỏ phân rời cánh tay của cậu, Jono đã tự biến nó thành cá ăn thịt, quậy tung cái đường tiêu hóa của nó. Jono không phải là người duy nhất trưởng thành trong trận chiến, mà thằng nhỏ Stan cũng vậy. Nó hút lại bàn tay của Jono khi cậu thu nó lại.
Nhưng thằng cu đâu biết rằng thứ Jono thu về không phải là bàn tay của mình, mà là một chiếc xe máy. Thằng cu thấy vậy thì nhanh chóng phân tách cơ thể mình ra thành nhiều mảnh, nhưng nó đâu biết trong xe máy còn có xăng, và chỉ cần một tia lửa điện bé bé cũng đủ biến nó thành Ghost Rider. Sau khi con Stan nhỏ bị triệt hạ, Buciarati và Trish trở lại nguyên trạng. Còn tên Meloni, Jono đã biến một phần của Stan đứa bé trở thành con rắn, khiến nó tự quay về với chủ và kết liễu hắn với bản năng động vật. Trước khi hắn phá vỡ kế hoạch hóa gia đình, mệnh lệnh cuối cùng của ông chủ đã được thu lại từ 14 tiếng trước bên trong con rùa. Vì thế nên chỉ có Stan của Abacino mới có thể nghe được thông điệp. Ông ta gửi tới hình ảnh một bức tượng. Cả nhóm cần tới đó để lấy một chiếc đĩa CD, trong đó sẽ cung cấp địa điểm cuối cùng. Ngay sau khi truyền đạt thông điệp, đội trưởng đã tự đốt đi bức ảnh cũng như tự kết liễu mạng mình để đảm bảo sẽ không có một ai ngoài nhóm của Buciarati biết được nơi này. Điểm đến lần này là Venice thờ mộng. Chỉ có một con đường duy nhất dẫn vào thành phố là một cây cầu dài 3.5 km. Để tránh rủi ro, Jono và Mista sẽ tới trước để mở đường. Y như rằng cả hai đã đụng mặt tên sát thủ tiếp theo. Hắn có khả năng giảm nhiệt độ xung quanh dưới mức tuyệt đối. Xung quanh hắn cũng được bọc bởi một lớp băng dày có thể chống đạn. Càng ngày nhiệt độ càng giảm sâu, khiến cho không những cơ thể của cả hai mà chân phanh cũng bị đông cứng. Để phá thế bí, Jono đã biến viên đạn mà Mista bắn ra thành một chiếc rễ cây để đẩy công chúa Elsa xuống khỏi chiến xe. Nhưng điều đó không khiến hắn từ bỏ. Elsa trang bị phun giáp và cưỡi một chiếc giày trượt tuyết đuổi theo. Biết mình chẳng thể đục thủng được lớp giáp của đối phương, Mista lệnh cho mấy anh em lục đục cài đạn vào lưỡi giày trượt, khiến Elsa ngã chổng vó. Nhưng chưa kịp vặn ga lên số thì tên sát thủ đã tạo ra một đường băng tạo bởi dòng nước chảy ra từ xe để đu bám theo. Từ khi Mista phát hiện ra thì Elsa đã xuất hiện từ đằng sau và đóng băng cánh tay cầm súng của anh. Còn Jono, khi thấy mình đã gần cập bến Venice, cậu lao xe thẳng xuống kênh đảo với ý định làm tan nước đá. Và đó là một nước đi sai lầm, vì giờ làm sao bơi được vào bờ với một tên có thể đóng băng nước. Jono biến chiếc vô lăng thành cây thường xuân để leo vào bờ, nhưng nhiệt độ xung quanh quá thấp khiến cây không thể nào phát triển được. Còn Mista, anh ghép chúng thành một tấm ván để có thể lướt trên mặt băng. Thấy vậy, Elsa đảo ngược quá trình giảm nhiệt khiến Mista rơi xuống mặt nước, rồi sau đó tạo một đường băng vây trói anh lại. Mista giơ lên cây súng bắn vào đống cỏ mà Jono tạo ra từ linh kiện xe, khiến nó ghim thẳng vào mũ bảo hiểm của Elsa. Sau đó trồng sát thương để tạo thể dùi đục. Thay vì việc chạy lên bờ lấy chiếc đĩa, Mista húng chó bơi ngược lại xuống nước để diệt trừ tận gốc. Kết quả bị đối thủ phản lại đạn bằng những bức tường băng giá. Tình thế đảo ngược, Elsa đã tìm ra đĩa CD trước, dù trên người dính đầy thương tích. Nhưng khi nghĩ đến cảnh phụ lòng Buciarati đã tin tưởng thì Mista lại càng say máu. Say đến nỗi bắn cả máu lên kính bảo hiểm của Elsa, khiến hắn mất tầm nhìn tạm thời và bị các loạt đạn đẩy lùi về sau, ngã ngay vào chiếc chông sắt sắc nhọn. May cho Elsa đã đông máu kịp thời, tạo thành một điểm tựa vững chắc. Khi Mista đã trắng máu là lúc Jono bước lên bờ, gọi ra kim kinh đá cho lủng cái cổ họng của công chúa. Sau trận chiến, Jono chữa lành cho bạn mình bằng cách biến những viên đạn thành nội tạng tổn thương luôn. Khi bình minh lên, những người khác đã cập bến an toàn. Bên trong đĩa CD, ông trùm thông báo địa điểm cuối cùng cũng là nơi ông trùm nhận con gái. Nó nằm trên một hòn đảo. Ông ta sẽ đợi ở trên đỉnh của một tháp chuông. Đường lên duy nhất chỉ có một chiếc thang máy và một người duy nhất được hộ tống Trish lên trên. Dĩ nhiên người vệ sĩ đó không được mang súng hay điện thoại theo người. Ngoài ra, những người còn lại phải ở nguyên trên thuyền, không được đi lên bờ. Buciarati sẽ là người giao lại Trish cho ông trùm. Trước khi lên bờ, Jono đưa cho đội trưởng một chiếc huy hiệu đã được cậu truyền sức sống. Đây là kế hoạch riêng của cả hai để theo dõi ông trùm. Người đội trưởng dẫn cô con gái tiến vào tháp chuông. Bên trong tuyệt nhiên không có một bóng người. Giờ phút tái ngộ với vua cha, Trish bỗng nhiên tỏ ra run sợ vì quá nhiều thứ đột ngột tới với cô, từ việc bị bọn xã hội đen truy lùng tới việc bị giao tới cho một người cha mà cô chưa từng biết. Tới khi cánh cửa thang máy chuẩn bị mở ra thì đột nhiên Trish bốc hơi, chỉ còn lại một bàn tay với vết máu tươi. Buciarati vô cùng sửng sốt, anh nghĩ rằng chính ông trùm đã ra tay với con gái. Lúc này chúng ta được flashback về tuổi thơ của người cuối cùng trong gang, Buciarati. Anh có một tuổi thơ êm đềm bên ngọn sóng cho tới khi mẹ anh muốn khởi nghiệp nên đã ly hôn với chồng để lên phố tìm xác. Còn Buciarati ở lại làng biển với bố, sống một cuộc sống bình yên. Đó là cho tới khi trong một lần đưa khách du lịch đi tour, ông đã bị thủ tiêu do nhìn thấy hành động giao dịch ma túy giữa chúng. Dù may mắn vượt qua cơn nguy kịch, nhưng những kẻ phạm tội vẫn mò đến tận nhà. Và đó là lúc Buciarati lần đầu biết mùi máu tanh, biết được rằng chúng sẽ không ngừng cử người tới trả thù. Buciarati đã gia nhập băng mafia để đổi lại sự an toàn cho gia đình mình. Một ngày, anh phát hiện ra chuyện ông chủ của mình cũng buôn ma túy, thứ mà đã đẩy gia đình anh tới bi kịch, thì quyết tâm lật đổ ông trùm đã bắt đầu nhen nhóm. Nay thấy cảnh ông ta trừ khử con gái mình, Buciarati không giấu nổi sự tức giận. Anh đuổi theo các dấu vết và thấy được ông ta đang bế đứa con gái ở dưới tầng hầm. Tại đây, Buciarati công khai đối đầu với ông trùm để bảo vệ cô gái. Cùng với Jono, anh được báo liên tục vị trí trên con bọ, nhưng đã có sự bất thường trong cách ông trùm di chuyển. Chỉ sau một cái chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở phía sau lưng Buciarati và cho anh một cú donut. Stand của ông ta là Chu Vương, có khả năng bước vào một vùng không gian riêng nơi tất cả chuyển động của kẻ địch được thấy trước, và hắn có thể sử dụng lợi thế đó để né tất cả đòn đánh, rồi bất ngờ xuất hiện trở lại ở sau lưng đối thủ.
còn đối với những người xung quanh, họ chỉ cảm thấy thời gian vừa bị cắt đi một đoạn. Hay nói đơn giản hơn, năng lực của Chu Vương chính là time skip. Trước khi hắn kịp xuống tay với đứa con gái, thì chiếc huy hiệu bỗng biến trở lại thành con rùa và hút ông ta cùng Stan vào bên trong. Buciarati chỉ biết tận dụng khoảng thời gian quý báu này để đưa Street đi càng xa càng tốt. Ngay khi Jono ập vào, mạch của Buciarati đã tắt, nhưng lạ cái là khóa kéo vẫn còn nên là cứu được. Không lâu sau, cả đội cũng ập vào. Vậy nên ông trùm đành phải nhượng bộ để mọi người mang Trish đi. Ra đến bên ngoài, Buciarati thông báo mình sẽ bảo vệ Trish và coi như phản bội lại ông trùm cũng như tổ chức. Giờ ai muốn theo thì lên thuyền, còn không thì tự bắt Grab. Cuối cùng thì cũng chỉ có Fugo là quyết định không theo. Có lẽ đây là cách tác giả giải quyết con Stan quá mạnh như là khói tím. Buciarati cho rằng tai mắt của băng đảng có mặt ở khắp mọi nơi, vậy nên ở lại Venice sẽ tốt hơn là rời đi bằng đường biển. Lúc này cả đội đang bật tối đa chế độ cảnh giác, nên đừng dại mà gửi một ánh mắt gợi đòn, nếu không kết quả sẽ là cái hóa đơn viện phí ngay vào mồm. Hai sát thủ tiếp theo đã có mặt ở Venice, một trong số đó có Stan điều khiển từ xa, giống hình một con cá ăn thịt và có thể dịch chuyển tự do giữa các vật thể có chứa nước. Tên còn lại có thể chui vào miệng người khác và khiến mồm họ nói ngược lại với những gì họ thực sự nghĩ. Dù nhìn thấy Stan kẻ địch, nhưng miệng cậu không thể tiết lộ ra. Jono là người đầu tiên nhận ra những điểm bất thường của Narancia, nhưng rốt cục vẫn bị con cá trà bạc đớp một cú vào cổ. Khi Narancia bắn trả con cá, thì nó ngay lập tức chui tọt xuống vũng máu, khiến loạt đạn ăn thẳng vào người Jono. Narancia hét lên rằng nó thoát rồi. Câu đó khiến tên điều khiển con cá yên tâm và để con cá cùng Jono ở lại trong đường cống. Nhưng chúng quên một điều rằng Narancia vẫn đang chịu ảnh hưởng Stan nói ngược. Vì thế nên Narancia có những đợt đáp trả thích đáng. Jono trong thời gian ngắn ngủi đã nhắc cho Narancia rằng không nên đuổi theo Stan, mà hãy tìm hai tên luyện sư điều khiển giữa biển người để tìm được hai tên sát thủ. Cậu đã tự tay cắt lưỡi để loại bỏ con Stan nói ngọng, rồi thay vào đó con bọ của Jono, mục đích khiến bọn chúng thở gấp vì hoảng sợ, từ đó giúp cậu phát hiện ra giữa đám đông. Nói về chiến đấu ở tầm gần, đặc biệt là ở nơi không có nước nôi như thế này, thì Stan của hai tên kia gần như không có sát thương. Chúng đành chịu kết cục bi thảm trước máy bay tiêm kích của Narancia. Sau pha vào sinh ra tử này, sự tin tưởng của Narancia dành cho Jono cao lên bội phần. Thời gian gấp rút, cả nhóm sẽ đi tới sân bay để di chuyển trên không. Kế hoạch bây giờ là điều tra về thân thế của ông trùm. Điểm đến sẽ là đảo Sardinia. Trước khi máy bay cất cánh, có một tên ất ơ đi thẳng tới phía máy bay, mặc cho những lời cảnh báo, hắn vẫn không chùn bước. Thế là Narancia cho hắn ăn một túi kẹo đồng, khiến tên béo đó cùng Stan tan biến một cách lãng xẹt. Sau khi kiểm tra và chắc chắn rằng hắn đã về chầu, mọi người mới yên tâm bay đi, nhưng họ không nhận ra cái chết chính là điều kiện để hắn kích hoạt Stan của mình. Nó đã ký sinh lên tay Jono khi anh kiểm tra mạch của hắn. Con Stan này có hình dạng của một đống thịt và luôn bám theo người có chuyển động nhanh nhất. Bom đạn cũng không thể tiêu diệt nó. Để cắt đuôi con Stan, Jono đã hy sinh cả hai cánh tay của mình để tống nó ra ngoài cửa sổ. Nhưng dù với tốc độ của máy bay, nó vẫn đuổi theo và chui được vào bên trong. Khi này chỉ có một mình Trish đang ở trong khoang hành khách. Để bảo vệ cánh tay đang phục hồi của Jono, Trish đã mạo hiểm tính mạng để dụ nó bằng cách tạo ra nhiều chuyển động trên ghế ngả lưng để đánh lạc hướng. Nhưng sau cùng nó vẫn tóm được Trish. Ở giờ phút quan trọng này, Stan của Trish xuất hiện. Nó có khả năng làm mềm mọi thứ, khiến chúng bền bỉ hơn cao su. Hai chị em đã nghĩ ra trò biến chiếc đồng hồ thành đồ chơi cho nó, rồi lợi dụng lúc cục thịt đang say sưa, Trish đâm nó ra thành từng mảnh. Ai ngờ nó không chết, thậm chí còn đòi nuốt cả chiếc máy bay. Thay vì chậm rãi bước đi, Trish chọn cách chạy thật nhanh vào buồng lái, sau đó cắt rời phần đầu máy bay bằng Stan của mình. Phần đằng sau rơi thẳng xuống dưới theo trọng lực, khiến con Stan bám lấy không ngừng. Phần trên thì được hóa dẻo như một chiếc dù. Cục thịt này không thể chết, nó cứ mãi đuổi theo những bọt sóng. Từ đó về sau, dân đi biển hay đồn nhau về một con thủy quái đánh chìm thuyền. Tản mạn một chút về quá khứ của Trish, mẹ cô là một tội phạm dính án 10 năm vì tội hành hung lẫn cướp ngân hàng trong một đêm mưa gió. Bụng bà ta bỗng to ảnh lên và lên cơn đau sắp sinh. Mặc dù đây là khu biệt giam và toàn bộ tù nhân lẫn cai ngục đều là phụ nữ, Trish là đứa bé được tòi ra vào cái đêm hôm đó. Ngay khi lọt lòng, cô đã chẳng khóc câu nào. Thay vào đó, cô kêu gọi người xem bấm đăng ký cho kênh để The Reviewer nhanh chóng đạt 1 triệu sub. Tạm thời dừng lại ở đó. Bộ phim dẫn ta tới một cậu nhóc cũng có tóc màu hồng thanh long. Cậu trai này trông cũng ngoan hiền, nhưng ai biết cậu ta từng là một tay kết liễu ân nhân cứu mang và thiêu rụi cả ngôi làng của mình. Cậu ta là Doppio, một nhân cách khác của ông trùm. Doppio đang tới hòn đảo này để trừ khử người cuối cùng trong nhóm sát thủ, Risotto. Tên này là người cuối cùng của nhóm sát thủ. Ngay khi gặp Doppio, hắn đã để ý từng chi tiết nhỏ nhất. Cho dù cậu có một vẻ ngoài sợ sệt yếu đuối, thì Risotto vẫn phát hiện ra được Doppio có Stan. Như thế là đủ để tên sát thủ phát động một cuộc chiến. Stan của hắn có khả năng thao túng sắt, thậm chí là cả trong máu. Từ mồm của Doppio liên tục nôn ra hàng chục lưỡi dao lam sắc lẹm. Không những vậy, khi thấy Doppio lao về phía mình, Risotto đoán ngay ra Stan của Doppio thuộc lại đánh gần, nên hắn đã chủ động lui ra xa tìm thời cơ tấn công. Bất lực pha lẫn hoảng sợ, Doppio gọi cho ông trùm bằng một con ếch. Ông ta cho cậu sử dụng chút năng lực Stan Chu Vương, cho phép Doppio nhìn thấy trước tương lai trong 10 giây. Bởi thế nên cậu đã đoán được năng lực tàng hình và đã dùng điều đó để cắt cụt một bàn chân của hắn. Với việc lấy sắt trong máu, Risotto đã nối lại chân. Lúc này, hắn có thể chắc chắn người đứng trước mặt mình, một kẻ 10 phút trước còn sợ sệt nhút nhát, nay đã thay đổi 180 độ trở thành một đối thủ đáng gờm. Không ai khác, Doppio chính là ông trùm. Khi đã chơi bài ngửa, Risotto bùng hết sức mạnh. Năng lực của hắn chưa dừng lại ở đó. Số sắt bị lấy
ra trong máu của Doppio mang theo oxy, nên giờ Doppio mật xanh mật vàng là nôn ra hết. Lạ thay, càng mất sắt nhiều, Doppio càng tỉnh táo. Cậu nghĩ ra một cách để đoán hướng đối thủ, là khi hắn rút sắt trong người cậu, Doppio sẽ dùng một con dao để làm la bàn. Nhưng lần này Risotto là người đi trước một bước, nơi Doppio phi dao tới chỉ là cái chân rời ra của hắn. Phim suýt chút nữa thì hết sớm nếu không có chiếc máy bay tiêm kích của Narancia bay tới, nó liên tục nã đạn vào Risotto. Còn Doppio do mất sắt nhiều quá, cơ thể cậu gần như không thể thở nên không bị radar phát hiện. Ở bên dưới, sau khi phát hiện một kẻ địch bị tiêu diệt, Buciarati cùng Narancia sẽ cùng nhau lên đỉnh núi kiểm tra. Còn Abacino sẽ dùng buồn dầu tua lại 15 năm trước xem đã có gì xảy ra ở bờ biển này. Đến đúng thời điểm, nó sẽ biến thành hình dạng của ông trùm. Còn nhân cách thứ hai của ông trùm, Doppio, sau khi thừa sống thiếu chết với Risotto, đã phải ăn vã ếch để bổ sung sắt cho cơ thể. Vì trước mắt có một kẻ còn đáng ngại hơn, chính là Abacino, người đang ngồi tua lại ký ức. Trong một phút lơ là, bóng dáng của Doppio đã lướt qua anh trong một bộ quần áo đá bóng mà hắn lấy được từ một đứa trẻ, và cơn gió thoáng qua đã để lại trong tim Abacino một lỗ hổng to tướng. Cuối cùng, anh cũng được đoàn tụ với người đồng đội năm xưa ở nơi chín suối. Dù vậy thì trước khi ra đi, anh đã kịp khắc khuôn mặt của ông trùm lên một phiến đá. Nhóm Buciarati, sau khi có được hình ảnh khuôn mặt, đã tra tìm trên khắp hệ thống, tìm cả người còn sống lẫn chết trên giấy tờ, nhưng vẫn không tìm ra được danh tính ông trùm. Đột nhiên lúc này, trên máy tính xuất hiện một giọng nói. Người bên kia nói rằng mình cũng muốn hạ gục ông trùm. Người đó còn biết ông trùm tên là Diavolo, cũng như sức mạnh của Sten Chu Vương. Để lấy thêm lòng tin, người này đưa ra hình ảnh chiếc mũi tên cổ đại, nói rằng nó chính là chìa khóa để hạ gục Diavolo. Nếu mọi người tin tưởng hắn, hãy tới Rome để gặp mặt trực tiếp. Bởi vì không có nhiều người ngoài nhóm của Buciarati biết về năng lực của Chu Vương, nên cả đội quyết định đặt lòng tin vào người lạ. Trên đường đi, người lạ tiếp tục nói về mũi tên cổ đại. Đây là một vật được người xưa chế tạo ra từ tảng thiên thạch, trên nó có chứa một loại virus chọn lọc tự nhiên, chỉ có số ít sống sót và được ban sức mạnh. Đó là nguồn gốc của Sten. Người này cho biết có một cách sử dụng mũi tên để tiến hóa Sten, giúp nó có sức mạnh vượt trội, đủ sức đánh bại Chu Vương của Diavolo. Khi trở về đêm, cũng là lúc thuyền cập bến, và chẳng thể chờ lâu, ông trùm đã bố trí một cặp luyện sư để tiếp đón họ. Tên áo trắng từng là bác sĩ, hắn cố tình chẩn đoán nhiều người bị bệnh để có cớ mà phẫu thuật, sau đó mổ xẻ và hành hạ họ, cốt để lấy được khuôn mặt nạn nhân khi tuyệt vọng. Sau khi bị bệnh viện sa thải, hắn được băng mafia chiêu mộ. Thằng bên cạnh là trợ lý, từng là bệnh nhân cũ của hắn. Người đời hay gọi bộ đôi này là song quỷ vì độ man dợ của chúng. Trở lại với hiện tại, Mista và Narancia là hai người đầu tiên dính chưởng. Tay chân của họ bị nấm mốc bao quanh khi di chuyển xuống một vị trí thấp hơn, dù đưa tay xuống quần cũng bị ảnh hưởng. Đây chính là sức mạnh của lục trà. Sau khi khám phá ra điều đó, dù không có động đất thì bọn anh vẫn phải đi lên. Buciarati muốn tránh xa rắc rối sau khi thấy người xung quanh chết như ngả dạ. Thay vì chậm chán với tên luyện sư, anh muốn tiến thẳng tới Rome, nên Buciarati đi cùng Mista lên kiếm một chiếc xe. Khi đang đi lên trên, các bậc cầu thang đột nhiên sạt lở, vô hình chung khiến độ cao của cả hai giảm dần. Bên cạnh đó còn có một Sten khác di chuyển bên trong bê tông, uyển chuyển như đang chơi trong một bể nước. May mắn là cả hai vẫn bám được vào một tấm biển. Tiếp đến để cắt đuôi được con Sten thợ lặn, Buciarati đã tách ra riêng và anh nhảy xuống phía dưới, khiến thợ lặn thò mặt ra và chịu nguyên combo từ khóa kéo. Việc này giúp Mista khởi động được ô tô và đón Buciarati sau đó. Nhưng có một điều cả Jono và Mista đều không hiểu được là tại sao cơ thể Buciarati lại không bị nấm mốc. Jono cảm thấy có điều bất thường trên người đội trưởng, nên cậu đã kiểm tra mạch. Quả nhiên cơ thể Buciarati như một cái xác không hồn, không có mạch đập và lạnh toát từ đầu đến chân. Lúc đó cậu mới nhớ ra hồi ở Venice, Buciarati sau cuộc chạm trán với ông trùm đã tắt thở. Theo Buciarati giải thích, về mặt sinh học thì anh coi như là đã lên bảng đếm số, nhưng có một cái bug khiến anh vẫn chưa bị đẩy về bệ đá cổ. Còn sống được tới hôm nào thì tùy duyên vá lỗi. Buciarati yêu cầu Jono giữ kín chuyện này với những người còn lại. Khi xe vào gần trung tâm thành phố thì hai tên sát thủ đã đuổi theo bằng một chiếc trực thăng. Tên bác sĩ đã giải virus lên khắp Rome. Dường như mục đích của hắn không chỉ dừng lại ở nhóm Buciarati, mà còn là ham muốn bệnh hoạn, muốn thổi bay cả thành phố. Thợ lặn được thả xuống để cầm chân. Jono thỏa thuận với Buciarati, lần này cậu và Mista sẽ chặn đứng trực thăng trước khi nó tiến tới đấu trường và làm hại người đưa tin, còn Buciarati sẽ giải quyết thợ lặn. Jono cùng Mista đã có mặt trên tầng lầu khi trực thăng bị dây leo giữ lại. Với lợi thế tầm xa, Mista bắn một loạt đạn về phía hắn. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng 5 trên 6 viên đạn đã bị tấn công ngược lại. Có viên bị chẻ đôi, có viên thì còn mất đầu. Viên cuối cùng may mắn trốn thoát được, nếu không tính mạng chủ nhân của chúng cũng khó mà giữ. Tới nước này, Jono bắt buộc phải trèo lên để cứu mấy thằng em lục đục và trả lời cho câu hỏi về cách mà tên bác sĩ có thể trốn khỏi tầm nhìn của những viên đạn. Hóa ra là hắn đã tách rời các bộ phận ra nhờ các thử nghiệm hồi còn làm nghề y của mình. Phần nấm mốc sẽ giữ cho chúng không bị chảy máu. Vì sự bất ngờ nên Jono đã bị đá ra ngoài. Trong khi cậu đang rơi từ trên không, lục đục số 5 đã bay tới và đá một viên đạn xuyên qua lòng bàn tay cậu. Jono truyền sức mạnh và biến nó thành một nhánh cây giúp mình leo tới
trực thăng vì cành cây cũng là một vật thể sống, nên tên bác sĩ chỉ việc nghiêng máy bay đi một chút là nó sẽ bị nấm mốc làm cho mục giữa, khiến cho Jono thêm một lần nữa rớt xuống hố sâu tử thần. Ngắm nhìn con mồi từ từ rơi vào cái chết, tên bác sĩ không nhận ra rằng chính cái cây hắn vừa làm chết sau khi mất đi sự sống sẽ trở lại thành viên đạn. Dù nấm mốc đã được giải trừ, nhưng Jono vẫn cẩn thận với đối thủ để cho chắc cú. Cậu biến viên đạn đang nằm trong đầu kẻ thù phát triển thành một con bọ, phá hủy bộ não biến thái của hắn. Khi con mồi tỏa ra mùi sợ hãi, Jono chính thức chấm dứt bằng 30 cú Muda. Còn lại tên trợ tá tưởng rằng sau khi biết được chủ nhân mình đã chết, hắn sẽ mất hết tinh thần chiến đấu. Ai ngờ việc đó lại khiến cho con chó được thả xích. Hắn trở nên tháo vát và nhanh nhẹn một cách bất ngờ, không còn cách nào khác. Bucciarati chỉ còn biết liên tục mở khóa kéo dưới mặt đất và chạy thi với thợ lặn. Sau khi sử dụng nhiều mánh khóe, Bucciarati lết được đến cổng đấu trường. Liệu đó có phải mồ chôn chính thức cho anh khi đã quyết định ẩn náu dưới địa bàn của kẻ thù? Lần này anh đã có một pha outplay để đời. Đợi khi nào thợ lặn bơi đến, anh đấm nổ lốp làm cho màng nhĩ của hắn rách toang. Còn Bucciarati chẳng có thứ sát thương nào làm một cái xác có thể tổn thương thêm. Quá túng quẫn, thợ lặn kéo một thanh niên bên đường làm con tin. Ai ngờ lại vớ ngay Doppio, nhân cách thứ hai của ông trùm Diavolo. Bucciarati bình tĩnh bước tới và mở khóa bụng của con tin, đánh tan chút lòng tự trọng cuối cùng của thợ lặn. Không biết giấu mặt vào đâu, hắn đành chui lên xe rác. Còn Bucciarati, anh không ngờ rằng bản thân anh vừa cứu mạng kẻ muốn truy sát mình. Doppio không muốn kết liễu ngay con mồi vì hắn muốn tìm tới tên bí ẩn sở hữu mũi tên, nên Doppio thảo mai ngỏ ý muốn giúp đỡ Bucciarati tới đấu trường. Về phía Bucciarati, tầm này thì anh không khác gì chiếc Galaxy Y, cam thì mờ, màn hình thì xước, bật được 2 phút thì chắc là hết pin. Hiện tại Bucciarati chỉ cảm giác được linh hồn, vậy nên anh đã nhầm Doppio với Cheech vì cả hai có linh hồn tương đồng cha con. Sau đó anh để Doppio dẫn vào đấu trường, nơi anh đã gặp được người sở hữu mũi tên. Ông ta là Polnareff, người từng tham gia hạ gục Dio cùng với Jotaro ở phần thứ 3. Polnareff đã từng chạm mặt với Diavolo nhiều năm về trước và kết quả trở thành một người tàn phế không hơn và kém rất nhiều. Doppio khi nhìn thấy mũi tên cổ đại, hắn chuyển ngay mục tiêu ưu tiên sang ông què. Polnareff đối mặt với kẻ thù năm xưa Diavolo, anh đang nghĩ ra cách sử dụng các giọt máu của mình để tính xem liệu Diavolo đã skip bao nhiêu giây, từ đó đoán được khoảng cách và vị trí hắn nhảy ra khỏi không gian của Chu Vương. Nhưng từng đó cố gắng chỉ lấy được một chút tiết của Diavolo. Sau khi biết được trick timing của con mồi, Diavolo tiếp tục kích hoạt Chu Vương. Lần này hắn vẩy máu lên mắt của Polnareff. Giờ phút đó, Polnareff chỉ nghĩ làm sao để bảo vệ mũi tên, nên ông đã tự đâm nó vào con stand kiếm bạc của mình. Việc này khiến stand của ông tiến hóa, nó đi lướt qua Diavolo, đoạt lại chiếc mũi tên từ khi hắn còn chẳng biết. Không những thế, nó làm cho mọi người xung quanh, từ Diavolo tới nhóm của Bucciarati, ai nấy đều gục thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, một điều chưa từng có tiền lệ đã xảy ra là linh hồn của các thành viên bị tráo đổi với nhau. Mista ở trong cơ thể của Cheech và ngược lại. Cặp thứ hai bị hoán đổi là Jono và Narancia. Còn ở ngoài đường phố, mọi thứ còn trở nên hỗn loạn hơn gấp bội. Nào là cảnh sát hoán đổi với tội phạm, rồi thì người đổi chỗ cho chim chóc, chó mèo. Polnareff cũng là nạn nhân của việc đổi xác với động vật. Linh hồn anh bị bay tới con rùa của cả nhóm. Polnareff nói cho mọi người về kế hoạch sử dụng mũi tên để cường hóa sức mạnh Sten. Nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Diavolo, anh đành cắm nó vào Sten của mình. Và bây giờ Sten đó có ý thức riêng, không chịu sự điều khiển của ông nữa. Nếu mọi người muốn quay trở lại với cơ thể mình, cần tìm và ngăn kiếm bạc lại. Mặc dù cơ thể có thể thay đổi nhưng Sten của từng người vẫn được giữ nguyên. Còn một chuyện khác quan trọng hơn, đó là Bucciarati và Diavolo đã hoán đổi cơ thể với nhau. Bucciarati nhanh chóng nắm bắt được tình hình, anh lao vào kiếm bạc cầu hồn hòng đoạt lại mũi tên. Nhưng bằng một cách ảo ma Canada nào đó, chính Sten của anh là khóa kéo lại phản chủ. Những người còn lại cũng vậy. Chỉ cần tấn công kiếm bạc là Sten sẽ tự phản kháng lại chủ nhân. Cứ thế con Sten không chủ bước đi. Nó giữ lại ý chí mạnh mẽ của Polnareff, không để bất kỳ một ai động vào mũi tên. Mọi người dừng việc truy đuổi nó khi thấy Diavolo tỉnh lại trong thân xác của Bucciarati. Ngay khi hắn đứng dậy, một loạt đạn được Mista khai hỏa. Vấn đề cơ thể bị tổn thương thì Jono có thể sửa chữa, quan trọng là tiêu diệt được linh hồn bên trong. Narancia bắt đầu nghĩ tới bức tranh chiến thắng. Anh sẽ được về gặp ông bạn Fugo, sẽ chẳng còn đêm ngày trốn chui lủi. Giữa dòng suy tư, bằng một cách nào đó, anh bị di chuyển người lên chiếc hàng rào sắc nhọn, đâm xuyên qua người như một con lợn quay. Thêm một lần nữa, ông trùm cho thấy sự nhanh gọn của mình khi hạ gục con mồi chỉ trong vài khung hình. Jono trở về với cơ thể của mình, để lại cơ thể của Narancia lại ở đấu trường. Hẹn một ngày chiến thắng trở về sẽ chôn cất cậu tử tế. Còn Diavolo, hắn có hai nhân cách. Cái thằng Doppio thì đang ở trong thân xác của Bucciarati, còn Diavolo thì đang ở trong một cơ thể khác. Mọi người nghĩ rằng hắn bây giờ đang đuổi theo mũi tên, nên cũng chạy theo hướng đi của kiếm bạc cầu hồn. Con Sten này giờ tồn tại như một thực thể sống, nó không có ý định tấn công ai, nên tiếp cận là dễ. Việc khó bây giờ là làm sao để lấy lại được mũi tên. Đó là điều ai cũng nghĩ tới. Riêng chỉ có Jono, cậu đã đặt tầm mắt xa hơn. Jono cho rằng Diavolo đã theo sát nhóm từ lúc Mista thiệt mạng. Không những thế, linh hồn hắn còn đang ẩn náu trong cơ thể của một người trong nhóm. Có hai lý do cho chuyện này. Một là khi
Narancia bị tấn công, không có ai ở xung quanh. Hai là Trish cũng không phát hiện ra linh hồn của bố mình khi ở gần, vì nó đang trốn trong cơ thể của một người khác. Bây giờ Jono muốn mọi người giữ khoảng cách với nhau để nằm ngoài tầm đánh của Chu Vương, còn cậu sẽ đi kiểm tra từng người để xem ai là người đang chứa hai linh hồn. Jono muốn bắt đầu với Mista, nhưng anh bạn này cũng nghi ngờ Jono, nhỡ đâu chính cậu là người đang giữ linh hồn ông trùm. Vậy nên Musiarati tình nguyện đưa thân mình cho test trước. Quả nhiên khi Jono tiến đến gần, thời gian bị đứt quãng. Diavolo gọi ra Chu Vương chặt đứt cánh tay chữa trị của Jono. Cứ tưởng Diavolo ẩn nấp trong thân xác của chính mình, ai dè hắn lại ở chung chỗ với con gái, người trong thân xác của Mista. Sau khi chiếm quyền điều khiển xác, Diavolo đuổi theo mũi tên. Khi quan sát kiếm bạc cầu hồn, hắn để ý bóng của nó luôn đối diện với người nhìn, chứ không theo ánh sáng mặt trời. Hay nói cách khác, cầu hồn là bóng của linh hồn chúng ta. Để loại bỏ bóng thì cần triệt tiêu nguồn sáng. Nó nằm sau đầu của mỗi người. Khi mặt trời đó bị phá hủy thì cầu hồn cũng sẽ biến mất. Và mũi tên đã nằm trong tay Diavolo theo cách đó. Nhưng cuộc chơi chưa dừng lại ở đó. Jono biến máu từ cơ thể mình văng lên Diavolo thành một đàn kiến, cắn gãy thân cây tên, nhân cơ hội ngàn vàng. Mọi người phối hợp Stan để đẩy nó trở lại. Diavolo không dễ dàng từ bỏ. Hắn đẩy thân xác Mista đi để kéo theo Stan của mình. Ngay thời khắc Diavolo nắm lấy mũi tên, hắn nhận ra bàn tay mình trong suốt và không thể giữ được nó. Thì ra Busiarati cũng đã phát hiện ra mặt trời sau gáy. Anh phá hủy nó hoàn toàn để giải trừ sức mạnh của cầu hồn, khiến tất cả những linh hồn lạc lối quay trở về với thân xác cũ. Nhưng việc này cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho Busiarati. Anh giao lại mọi chuyện cho Jono gió vàng. Đổi lại, Diavolo bị kéo về thân xác của mình, đang ở một vị trí xa hơn. Jono tận tay cầm mũi tên và đâm vào kim kinh của mình. Mũi tên khiến nó tiến hóa lên thành hình thái cao hơn. Kim kinh cầu hồn, sức mạnh của nó là gì? Ngay khi Diavolo kích hoạt Chu Vương để tấn công Jono, mọi hành động của hắn trở về không. Mọi nỗ lực tấn công đều bị hoàn nguyên. Hay nói cách khác, mọi biến số, mọi công thức đều không tác động được vào. Không dừng ở đó, nó còn có thêm một sức mạnh khác, là giam giữ nạn nhân vào vòng lặp của những cái chết, khiến tâm trí Diavolo trải qua hết từ cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác, phải chịu hàng ngàn, hàng triệu cái chết, từ việc bị một thằng ất ơ đâm dưới ống cống cho đến việc bị cưa sống trên bàn mổ. Mọi thứ đều đau đớn và chân thực, nhưng mà chẳng bao giờ chịu dừng lại. Cuối cùng, nhiệm vụ tiêu diệt ông trùm cũng đã hoàn thành. Dù mất mát đằng sau là không hề nhỏ, nhưng quãng đường mọi người đã cùng đi qua với nhau sẽ không bao giờ bị lãng quên. Trước khi kết thúc, bộ phim tiết lộ một nhiệm vụ mà cả nhóm đã nhận trước khi gặp Jono. Chuyện là có một ông già lắm tiền thuê nhóm của Busiarati để đòi lại công bằng cho cô con gái vì nghe theo thằng bạn dai mà mất mạng. Phía cảnh sát sau khi điều tra thì cho rằng đó là một vụ tự sát, nhưng lão vẫn tin rằng thằng khốn đó là lý do con bé tử vong. Vụ này đơn thuần chỉ là điều tra, nên Busiarati giao cho Mista xử lý. Và đây là lúc Mista liên tục gặp phải một hòn đá kỳ lạ. Sau khi lần theo các thông tin được lão già cung cấp, Mista tìm đến nhà tên bạn trai và phát hiện ra thằng này chính là người sở hữu viên đá đó. Được biết rằng hắn là một thợ điêu khắc và hòn đá này từ lúc xuất hiện đã có thể tiên tri nhiều việc. Một trong số đó là căn bệnh nội khoa của hai cha con nhà lão già. Đứa con gái vì báo hiếu nên đã chấp nhận hy sinh để sau này khi ông phát bệnh có thể lấy tạng của con gái để thay thế. Hiện tại viên đá đã tự chạm khắc hình Busiarati. Có lẽ cái chết của anh đã là định mệnh. Chỉ là bằng một ý chí mạnh mẽ, chặng đường của Busiarati mới có thể đi đến tận đây để hoàn thành sứ mệnh của một người đội trưởng. Nay người hoàn thành ước mơ của Busiarati, biến môi trường mafia trở nên trong sạch hơn, đó chính là Jono. Cậu là ông chủ mới của Italy. Đó là cuộc hành trình từ một tên vô danh trở thành người đứng đầu của một tổ chức xã hội đen của Jono Giovanna. Và nó chỉ kéo dài vỏn vẹn trong 8 ngày. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.